Chắc chắn đã có nhiều lần quý ông bà và anh chị em nói con tôi nó mất gốc rồi. Nó không còn coi cha mẹ của nó ra gì. Nét đẹp của người Việt Nam đã không còn nữa. Đây là một chương trình dành cho các bạn đó. Quý ông bà và anh chị em có thể dạy con của mình mà không cần phải nói một lời. Còn các bạn trẻ chắc chắn có những lần quý ông bạn hỏi tôi sẽ mua món quà gì cho ngày cha tôi và mẹ tôi nhân ngày hiền phụ và hiền mẫu. Gia đình một thân hình chúng con sẽ tổ chức một chương trình ca nhạc kịch, một vở nhạc kịch với tựa đề Tình Mẹ Cha. Đó là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi liên quan đến gia đình và tình thân ái và cũng như nét đẹp của người Việt Nam chúng ta sẽ diễn ra tại Unify Center tối ngày 20 tháng 5 năm 2016 tại San Jose và tối ngày thứ bảy 21 tháng 5 tại Qualcomm ở San Diego. Kính mời tất cả quý ông bà và anh chị em tham dự và con xin hứa nếu sau đó quý ông bà và anh chị em nói thật không xứng đáng, con sẽ vui lòng hoàn trả lại số tiền đó. Một lần nữa, gia đình một thân hình và con Linh Mục Nguyễn Bá Thông kính mời tất cả mọi người đến tham dự buổi ca vũ nhạc kịch Tình Mẹ Cha.